một hành khách trên máy bay bỗng nhiên nhận được các dấu hiệu từ tương lai về chuyện chiếc máy bay này sẽ rơi xuống. Anh ta sau đó đã tìm mọi cách để cứu tất cả mọi người và ngăn vụ tai nạn sẽ xảy ra. Liệu anh ấy có thành công? Mọi người cùng mình vào câu chuyện nhé! Một phóng viên điều tra tên Justin đang thực hiện các thủ tục kiểm tra trước khi lên máy bay. Sau đó, trong lúc chờ đợi, anh được một người tên Joe tiếp cận khi thấy bài báo của Justin viết ở trên kệ sách. Joe đã khen bài báo này và còn xin cả chữ ký của Justin, làm Justin rất vui. Sau đó, mọi người chuẩn bị lên máy bay thì tiếp viên thông báo chuyến bay của anh được hoãn đến 10 giờ 15 phút. Justin đang nói chuyện với vợ thì cảm thấy trùng hợp đến đáng ngờ, vì hôm nay cũng là tháng 10 và ngày 15, tiếp tục một điều trùng hợp nữa khi số chuyến bay của Justin là 1015. Mặc dù rất nghi ngờ nhưng thôi, không có cách nào khác, Justin vẫn phải lên máy bay. Tới chỗ ngồi lúc này, Justin cũng thấy cả Joe đi cùng chuyến với anh. Sau khi ngồi xuống ghế, Justin bỗng thấy có một cái máy nghe nhạc đồ cổ, nhìn vào màn hình Justin bị giật mình. Bởi màn hình này đang hiển thị đoạn tệp tin âm thanh có tên là câu chuyện mất tích bí ẩn của chuyến bay 1015. Ngay lập tức Justin tìm cái tai nghe ở xung quanh và đeo lên. Câu chuyện mở đầu mô tả giống hệt hoàn cảnh đang xảy ra trên máy bay 1015 với trời đang mưa to. Nó còn nói trước đoạn kết là máy bay 1015 sẽ gặp nạn và mất tích trong vòng một tiếng nữa. Bỗng nhiên Justin bị giật mình khi máy bay đã cất cánh. Rồi câu chuyện tiếp tục nói về cơ trưởng của máy bay có tên là Donner, bán tính bán nghi, thì Justin liền quay sang hỏi người bên cạnh. Tất nhiên anh ta sao biết được và mặc kệ Justin, không chịu được nữa Justin đã kể cho anh ta về cái máy nghe nhạc. Nó nói giống hệt về những thứ đang xảy ra trên chuyến bay này và muốn anh ta nghe thử. Tuy vậy, hành khách kia đã nghĩ Justin là một kẻ lập dị và xin sang ngồi chỗ khác. Một người phụ nữ gần đó cũng đã để ý tới Justin. Băn khoăn một lúc thì Justin lại tiếp tục nghe tiếp. Câu chuyện tiếp tục kể vào lúc 10 giờ 21 phút sẽ có một con chim bay vào cánh quạt. Ngay lập tức ở ngoài có con chim bay vào thật và làm máy bay rung lắc. Justin bật dậy khỏi ghế sợ hãi và vứt ngay máy nghe nhạc. Anh nhìn lại thì vừa rồi đúng là 10 giờ 21 phút. Anh liền chạy vào nhà vệ sinh cho đỡ sợ, phải mất một lúc anh mới bình tĩnh và quay lại ghế. Lần này có vẻ Justin đã tin câu chuyện trong tệp âm thanh kia là sự thật. Justin nhấn chuông gọi tiếp viên tới và hỏi thứ vừa đâm vào cánh quạt vừa rồi có phải là con chim không. Nhưng tiếp viên lại bảo vừa rồi không có gì xảy ra cả, thấy Justin hơi kích động và cứ đòi gặp cơ trưởng Donner. Người tiếp viên đã cố gắng ổn định anh ta khi các hành khách khác bắt đầu để ý. Sau khi người tiếp viên rời đi thì Joe bỗng nhiên đã ở ghế sau, anh ta còn đang uống rượu. Joe bảo Justin đã nói đúng, vừa rồi chính anh ta thấy con chim bay vào máy bay. Joe còn giới thiệu anh trước đó thật ra là một phi công cùng tổ bay với cơ trưởng Donner. Nhưng vì một số lý do mà anh ta không thể bay được nữa, trong quy trình nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các phi hành đoàn sẽ nói dối để cho các hành khách không lo lắng. Justin lại tiếp tục nghe câu chuyện, nó kể trước khi xảy ra tai nạn vào 11 giờ 15 phút thì cơ trưởng sẽ nói một câu là chúc ngủ ngon New York. Justin quyết định ghi lại các manh mối trong câu chuyện để ngăn vụ tai nạn máy bay xảy ra. Người kể chuyện cho rằng thứ mà làm máy bay mất tích bí ẩn được có thể là do một lỗi liên quan đến tín hiệu làm cơ trưởng không liên lạc được với đài quan sát. Justin liền đi xung quanh xem các hành khách và thấy có hai người đang dùng điện thoại xem video. Justin muốn họ dừng lại vì hành động này rất nguy hiểm, nhưng họ đảm bảo đã để chế độ máy bay và mặc kệ Justin. Cuối cùng tiếp viên lại tới bảo Justin về chỗ của anh. Sau đó Justin tiếp tục nghe câu chuyện, nó lại nói có thể là một nguyên nhân khác, chẳng hạn như là những tên khủng bố đang ở trên máy bay có thể làm việc này. Đang có một cảnh sát hàng không trên máy bay 1015 bảo vệ một tù nhân khỏi sự truy sát của băng đảng Mafia Nga. Justin tiếp tục rời chỗ và để ý tới hai người đàn ông ăn mặc trông giống xã hội đen Nga, rồi anh đi tới chỗ tiếp viên và muốn biết về người cảnh sát hàng không. Nhưng người tiếp viên cũng không biết gì hết, với lại cảnh sát cũng sẽ không thường thông báo cho phi hành đoàn biết. Justin lại đành quay về, lúc này anh có đi ngang qua Joe, Justin liền hỏi anh ấy có phải là cảnh sát, nhưng Joe vẫn nhắc thêm một lần nữa anh là một phi công. Cuối cùng Justin đành tự mình kiểm tra, trong lúc mọi người chợp mắt thì Justin đã lén đi tới chỗ hai người Nga và lục túi đồ của họ, người phụ nữ da đen trước đó cũng nhìn anh. Rồi không may cái túi rơi xuống và đánh thức họ dậy, Justin cố gắng giải thích với mọi người là những người này là khủng bố, còn hai người bảo họ chỉ là vận động viên người Nga. Cả khoang lúc này đã loạn hết cả lên bởi hành động của Justin, rồi cơ trưởng cũng phải xuống đây để cảnh báo anh ta trong khi mọi người đang quay video, sau cùng thì Justin đã phải trở về chỗ ngồi. Trong lúc này bỗng nhiên tệp tin âm thanh lại nói về video của một hành khách trong chuyến bay 1015 được ghi lại. Cho thấy một phóng viên điều tra tên Justin có những hành vi không kiểm soát được bản thân với những vận động viên người Nga trước khi vụ tai nạn xảy ra. Justin còn đang ngỡ ngàng vì người mà tệp âm thanh nói tới chính là anh, thì cơ trưởng lại một lần nữa đi tới bảo anh ngồi xuống. Justin cố gắng bảo cơ trưởng là vào 11 giờ 15 phút đừng nói chữ chúc ngủ ngon New York, nếu không cả máy bay sẽ tiêu tùng. Tất nhiên cũng không ai tin anh và người phụ nữ lúc trước lại chính là cảnh sát hàng không, cô đã bắt Justin lại vì tội gây rối. Một lúc sau, trong lúc cơ trưởng gọi cảnh sát ra nói chuyện riêng,
Cô đã bỏ lại cái máy nghe nhạc và Justin tiếp tục lấy nó nghe tiếp. Nó nói là máy bay sắp đi qua vùng có bão và thời gian cũng sắp tới 11 giờ 15 phút. Bỗng nhiên Zhou tiếp cận Justin và bảo tin lời của anh. Với kinh nghiệm là một phi công, đối với Zhou ở trên độ cao 30.000 feet này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhắc tới từ phi công, Justin chợt nhận ra nếu Zhou là phi công thì có thể chuyển hướng máy bay đi chỗ khác để tránh vụ tai nạn vào 11 giờ 15 phút. Tuy vậy Zhou nói là khoang lái phải có mật khẩu mới mở được. Justin nhìn vào cái máy và thấy số 1015, chắc chắn mật khẩu là nó và anh đã nói cho Zhou. Thấy Justin tự tin, Zhou đã đi lấy một bình khí oxy cầm tay cho Justin, giờ anh ấy sẽ vào đó chiếm quyền điều khiển và làm giảm áp suất khiến máy bay bị thiếu oxy. Mọi người rơi vào trạng thái ngủ say rồi Zhou sẽ điều khiển máy bay quay trở lại. Justin nghe xong mừng rỡ vì sắp cứu được tất cả mọi người. Zhou sau đó bắt đầu tiến hành kế hoạch, anh ta tới khoang lái và nhập mã mở cửa vào trong, rồi trên màn hình phát cảnh Zhou đã hạ cơ trưởng để nắm lấy quyền điều khiển máy bay. Các hành khách bắt đầu hoảng loạn, tuy nhiên Zhou đã giảm áp suất khiến mọi người ngất hết. Justin lúc này với bình khí đi tới thì Zhou đã cảm ơn anh bởi đã giúp Zhou trả thù khi trước đó Zhou bị công ty hàng không sa thải. Zhou nói chúc ngủ ngon New York và cho máy bay lao vào cơn bão. Justin giờ đã nhận ra chính Zhou mới là thủ phạm đứng sau tất cả, còn anh đã trở thành đồng bọn với anh ta. Sáng hôm sau Justin tỉnh lại ở trên một hòn đảo, anh thấy được cái máy nghe nhạc và liền chạy tới. Justin muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo và liệu có ai còn sống không. Justin thở phào nhẹ nhõm khi nó thông báo sau vài tháng tìm kiếm thì chính quyền đã phát hiện được các hành khách ở trên một hòn đảo. Tất cả đều còn sống, tuy nhiên lúc này nó lại nói thêm, chỉ duy nhất một người vẫn chưa tìm được lại chính là Justin. Justin nhìn lên và giật mình khi thấy các hành khách đang giận dữ tiến tới chỗ anh. Justin cố gắng giải thích anh làm mọi thứ để cứu mọi người. Nhưng không một ai nghe và họ tiến tới xâu xé Justin. Phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.